Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình nhận thấy là cái con game Liên Minh Mạo Hiểm này đang được mọi người rất là quan tâm luôn. Cái lượt xem trên kênh của mình nó đã lên tới gần 3.000 rồi, một con số khá là dã man trưởng. Cho nên mình đã quay trở lại và làm cái clip trải nghiệm ngày thứ hai. Mặc dù con game này ra được tầm khoảng chắc là được một tuần rồi, nhưng bây giờ mình mới là ngày thứ hai mình vào game thôi. Ok, mình đã chọn một cái class là class Pháp Sư các bạn nhá. Chúng ta cùng đi xem là bộ kỹ năng của con này có khác gì với bộ kỹ năng của con cung không. Đó. À, chúng ta còn có treo máy các thứ nữa. Thử đi xem nào. Tính năng này giống trong cái tính năng của MU ghê nhỉ. Rồi, đây là bộ kỹ năng của cái con pháp sư đây các bạn ạ. Mình đã ẩn hết cho các cái phần người chơi rồi. Đâu, mình hiện nó lên nè. Ẩn cảnh đặc biệt, ẩn thánh lực của người khác này. Không có thần phần kỹ năng nhỉ? Ở đây kỹ năng vẫn hiện ra đầy đủ em này. Cái con panda này hiện ra nhiều dã man trưởng luôn. Ở đây mình thấy là trong cái phần ngày đầu ấy thì anh em có thể lên được tầm khoảng cấp 79 80 như mình này, thoải mái luôn. Game mình lên nhanh lắm mà mình chơi như kiểu vừa chơi cho vui ấy, chơi như kiểu để làm review thôi, chứ còn là không có nạp tiền gì nhất. Đây này, các bạn thấy là phần nạp phần đầu của mình vẫn còn nguyên này. Đấy. Có mấy cái phần túi là mình xem nào, cái phần túi mình nhớ là nó có thẻ chiêu mộ ngày thứ hai các bạn ơi. Đấy, được có một cái cân trợ pháp sư nữa này, ngon chưa? Cái thẻ chiêu mộ này mình còn chưa biết dùng cái gì đây. À, cấp 80 mới được mở các bạn ạ. Trưởng, thế mình ra để cho mình dùng. Thiếu vòng hào hoa là đây là cái gì đây? Mở lại còn tốn chìa khóa nữa, ai già. Tỷ lệ có 3% dương kẹo mút. À, đây là cái phần thời trang các bạn ạ. Các đến thời trang của cái con game này thì mình thấy là khá nhiều, khá ổn, đẹp. Đây mọi người cùng xem qua phần thời trang này nhé. Lần trước thì các video trước mình thấy nó tải game về lâu quá, hơn đợi mãi nó mới tải xong. Đây các bạn ngắm qua những bộ thời trang này. Đẹp chưa? Ngầu lòi chưa? Đấy. Rồi. Mặc bộ này lên thì thôi đúng rồi, auto đẹp trai. Gấu này. Ui, đẹp chưa? Hàng hiếm này. Cái game này phải nói là game rất là cute luôn. Ui, cỡ rồng các bạn ơi. Nhưng mà có một cái nhược điểm rất lớn của cái con game này, bởi vì là mình thấy chơi nhiều là thấy nó cảm giác nó bị hoa mắt. Hôm qua chơi tầm khoảng tiếng hơn tiếng nên là thấy hoa cả mắt. Cái hoạt ảnh trong này nó nhiều quá. Ok, chúng ta sắp lên được cấp 80 các bạn, chờ một xíu nhé. Có các phần tính năng đấu trường hôm qua mình lên được bao nhiêu cấp ý? Không không nó không để ý. Ok, lên cấp 80 rồi các bạn ơi. Rồi, chúng ta sử dụng cái phần phiếu triệu hồi thú cưng xem ra là con gì nhá. Lại quá ưu đãi gì đây. Ôi giời, cái này là nó nói chung là nó hướng dẫn người chơi nạp nhiều vãi cả trưởng luôn. Quà xem mới tưởng là cái gì nó mua cái này, mua cái này nó tốn tiền, thế cái quà gọi gì là quà, mình thấy là nó không đúng. Pet thần 7 sao khắc tinh của bốt vẫn là trưởng cho con 7 sao. Nói chung là cái này thấy nhiều quá, nhiều cái phần nạp quá. Đâu nhờ vào cái phần túi để xem nào, xem chiêu mộ nào. Ồ, 10 lần thì là 400 các bạn ạ. Một lần được con gì đây? Tưởng nó cho một con thú chứ nó cho mấy cái này đấy làm cái gì? Vãi cả nồi luôn. Đờ ra cute các bạn ạ.
Ôi giời, tưởng cho con gì. Chán bãi cả trường. Thế mà mình cứ hóng 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 nên này, nó là con gì đây? Tăng sao tiểu thiên sứ à? Ôi giời ơi, thức tỉnh đấy các bạn ơi, thức tỉnh gì đây? Game này khó chơi quá, nhưng mà được cái là đây là VIP 3 rồi các bạn ơi. Đây này, xem ra cái tính năng ngon lành nhất có lẽ sẽ là tính năng cài chay lên VIP các bạn ạ. Cài chay lên VIP của con game này cũng khá được. Đây mình lên VIP 3 này, mình chưa đặt lần nào nhá. Thế này anh em cày tầm 1 năm khả năng lên mắc mắc VIP nếu anh em tập trung chơi con game này. Đấy, đây là một cái ưu đãi của game. Cái gì, kỹ năng cuối gì đây? Pháp điển rồng thánh cũng cái gì là máu rất nhiều thế. Sinh lực cộng 100.000, tấn công 4.000, phòng thủ 4.000. Triệu hồi rồng thánh rồi. Mỗi chỉ là 100.000 các bạn nhá. Đấu xem mới là cái gì đây. À, đây là phần bot các bạn ạ. Bot thì nó hệ thống bot nó nhiều dã man trường rồi. Úi giời, nhận nhiều gớt lên đây. Đây toàn các bác kia bác giết thì mình có giết quá lắm. Úi giời, thần điện mai anh em mà đánh bot đi. Trong cái phần nhiệm vụ hàng ngày mọi người nên đi bot, đi full cái phần phó bản này đi, nó sẽ cộng cho mọi người rất nhiều. VIP 3 không lên được cái phần ưu đãi gì nhờ. Đây là phần cánh này. Cánh này thì chưa thấy cái gì cả. Kỉnh bốt lại còn kích hoạt thuẫn nữa. Bãi gạt trường. Rồi, được mấy cái đồ cùi cùi các bạn. Tặng khá là nhiều đồ đấy. À, đây là tính năng đấu giá lên nữa nha mọi người nha. Khá là hay ho. Từ từ mình vào xem VIP 3 như được cái phần quà chứ các bạn nhỉ. Ui, VIP 5 nhận miễn phí Ngộ Không các bạn ạ. Đặc quyền VIP 1. À, sao mình không lên 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 được VIP 3 nhỉ? À, không mua được cái quà này của VIP 3 nhỉ? Hình như được VIP 3 lên lên được nhận được cái quà gì ấy. Ta xem nào. Sử dụng được là trân châu nữa. Hay. Chán vãi trưởng. Tận hưởng niềm vui trước mắt đây. Ok, làm nhiệm vụ quán trà xem nào. Cái bọn pet này trông rất chi là kia là nó nhí nhố ấy. Giá như con game này mà làm dạng kiểu là phần đồ họa 2D thôi, nhìn từ trên xuống này đã là ngon lắm rồi, nhưng mà đây là nhìn hơi ngang ngang. Đây một quả cấp đây bạn ơi, 80 cấp anh em mới được nhận nha. Đấy, 80 cấp là cấp tối thiểu đầu tiên ấy. Bộ skill của con này là bộ skill tầm xa này. Khi mà farm quái cũng nhanh các bạn ạ. Nó cũng giống như là cung ấy. Phiếu khiêu chiến hang rơi này. Có cái phần đấy. Nó đưa mình đến đâu đấy? Trời ơi, đang làm nhiệm vụ mà. Ok, rồi. Có cái phần quà gì các bạn ơi? Có phần quà. À,
Ok, đây là cái phần nhiệm vụ của ngày hôm qua mà các bạn chưa làm được ấy, thì nó sẽ cho các bạn để tìm lại đây. Đó, các bạn tìm lại thường hoặc tìm lại tất cả tùy các bạn. Tính này cũng khá là hay. Ví dụ là hôm qua mà chưa kịp dùng ấy, các bạn không chưa kịp đi phó bản, các bạn có thể dùng để tìm lại. Ôi, gì cũng thấy nạp ấy này. Mở phong ấn rèn này. Thần khí này. Nó vỡ ra, các bạn nhìn nó vỡ. Bực. À, ngon chưa? Cái ly trên này mình cũng mở xong rồi đấy. Đây có mấy cái thần khí này, không biết là mở ra cái nào thì sẽ ngon hơn. Mỗi một cái nó sẽ có một cái phần chỉ số riêng các bạn ạ. Cũng không thấy là nó chia đôi cấp đâu, cứ mở cái nào thì mở. Khả năng là anh em sẽ phần là đọc kỹ những cái đấy, sau đó thì xem cái nghề nghiệp của mình nó cần những cái chỉ số như nào thì mình chọn mở cái đấy trước, nâng cấp cái đấy trước. Gia tộc ở đây thì mình cũng xin vào cũng chưa được, khá là đông người chơi các bạn ạ. Cái server mở thì phải nói là theo tốc độ bàn thờ luôn. Có mỗi mấy ngày mà có mỗi mấy ngày thì mình đã đăng ở server 30 mấy không. Vãi. Mọi người có thể dùng sò để mọi người nhân đôi nhé, mọi người nhân đôi cái phần nhận thưởng trong phó bản. Nãy mình thấy phần nhân đôi nhưng mà phải dùng dùng sò các bạn ạ. Thì các bạn sẽ được nâng cấp lên một cách rất nhanh luôn. Một server cái gì đây? Ôi giời ơi, nhiều lắm. Quà mỗi ngày. Độ sôi nổi. Nạp hoàn trả. À, dạng như các bạn nạp và các bạn thấy được nhận được những cái phần quà như này. Các cái tính năng trong con game này phải nói là cực kỳ nhiều. Đó xem nào. Đội gia tộc vào để ngắm cái phần gia phần này xem nào. Điểm danh mỗi ngày này. Đóng góp mất 20 sò nữa, vẫn trưởng. Bí cảnh gia tộc này. Ok, thì đi phó bản này xem nhé các bạn nhé. À, con này giống giống trong game gì nhỉ? War Class ấy. Thủ vệ kho báu. Một đập, một đập. Ôi, bắt đầu rồi con ơi. Uầy, vãi trưởng, hẹo. Bị nó dã rồi. Chắc là phải là party để mà đánh được cái con đấy. Đấu server mới. Tám mới để vinh dự. Ok, mình sẽ xin kết thúc video ở đây các bạn ơi. Vừa rồi là cái phần trải nghiệm class pháp sư của mình, với lại cái phần các cái phần menu mới mà mọi người chưa thấy, à mà mình chưa nói rõ ở cái video trước. Đó, mọi người có thể thấy là trong game này khá là màu mè, nhiều tính năng, âm thanh game thì cũng được. Ưu đãi người chơi mới ở đây mình thấy là chỉ mức tạm ổn thôi chứ không thực sự là tốt cho lắm. Đúng là thế giới đi. Đó. Ui, bậc mà mới có bao nhiêu, có 350 vàng à? Đây là cái gì? Trân châu các bạn ạ. Ok, trân châu cho năng này là để đổi đấy. Mình chưa thấy phần shop đâu, nhìn shop là nó ở đâu nhỉ? Shop 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 đâu? Nhiều lắm luôn. Ok, thì trong video này các bạn cảm thấy như là các bạn comment cho mình biết ở phần bên dưới của video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn góp ý cho mình thì mình thay đổi những cái cách nhận về game, hoặc là những cái mà mình chưa biết về game, hoặc là mình nói sai, các bạn cứ comment nhé, đừng ngại. Xin chào và hẹn gặp lại nha.